Mua sạc nhanh chính hãng siêu rẻ đến chơihay.vn. Mua tai nghe Bluetooth i27 hay nhất tầm giá 500.000 đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Trên mình bây giờ đang lái chiếc điện thoại Redmi K20 Pro. Nhưng đây là phiên bản Premium Edition, nghĩa là phiên bản có hiệu năng rất cao của Redmi K20 Pro. Nó sẽ có 12GB, nó sẽ có 512GB bộ nhớ trong, và nó sẽ có con chip Snapdragon 855 Plus. Đấy. Và Redmi K20 Pro là một sản phẩm mình thấy là nó tương đối là hoàn hảo về nhiều yếu tố. Thiết kế này, kính kim loại, cách phối màu rất đẹp, màn hình thì tràn viền, hiệu năng thì các bạn biết rồi đấy, max setting luôn, RAM, ROM và con chip đều là cao nhất có thể bây giờ trên Android rồi. Đấy, rồi thời lượng pin cũng đủ trâu với viên pin là 4000 mAh. Đấy, rồi là camera của nó cũng đẹp, có MIUI, có hai SIM hai sóng, vân vân và vân vân. Tất cả những điều đó khiến cho sản phẩm này trở thành một trong những sản phẩm tương đối là toàn diện ở trong cái tầm giá. Đấy, tuy nhiên là liệu K20 Pro có phải là một smartphone có thể chơi game tốt được không? Tất nhiên là với phiên bản Premium Edition này nhá, thì chúng ta phải có những bài test game rồi. Nhưng liệu cái phiên bản Premium Edition này nó có cải thiện được hơn nựa không? Thì chúng ta phải test ở trên những cái tựa game như kiểu là Liên Quân Mobile hay là PUBG Mobile, những cái tựa game cơ bản. Đấy, còn tất nhiên là có những cái tựa game mà nó rất là nặng, ví dụ như ARK chẳng hạn. Nhưng mình thấy nhiều bạn feedback lại là game ARK thì máy nào chơi nó cũng sẽ có hiện tượng lag và giật thôi. Bởi vì không phải là do cấu hình của máy yếu mà là do game đó tối ưu hóa không tốt cho những cái chiếc smartphone bây giờ. Đấy, nghĩa là do bản thân game của nó tối ưu hóa không tốt, chứ không phải là do những chiếc điện thoại chơi nó không đủ cấu hình mạnh chơi game đó đâu. Đấy. Và trong cái bài test game của admin Kha xoay quanh cái sản phẩm K20 Pro Premium Edition này, thì bạn ấy sẽ cho các bạn xem là cái cảm giác cầm nắm khi mà chơi game như thế nào, loa ngoài nghe ra sao, rồi là chơi game pin nó có tụt nhanh hay không, pin 4000 mà. Đấy, rồi là chơi game nó có bị nóng lên hay không, và nóng nhất thì nó sẽ nóng ở phần nào, trong quá trình chơi game thì máy có bị tụt khung hình chân dây hay không, chơi có bị lag và giật hay không, và so sánh sang cái sổ này với những sổ khác thì chơi game nó như thế nào. Đấy, thì bạn sẽ đưa ra tất cả những tiêu chí đánh giá đó cho các bạn. Đấy, và rất là cảm ơn hệ thống điện thoại ClickBuy đã hỗ trợ mình cái sản phẩm Redmi K20 Pro Premium Edition để thực hiện cái video test game này. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đến với bài test game của admin Kha. Và ok, bây giờ thì mình sẽ test game trên cái con K20 Pro Premium này các bạn nhé. Thì trước khi đến với phần test hai tựa game kia, thì mình sẽ show cho các bạn xem rằng là cái điểm AnTuTu Benchmark trên cái con K20 Pro Premium này nhé. Để xem rằng là với một chip Snapdragon 855 Plus thì nó sẽ cho ra một cái điểm số là bao nhiêu. Như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng là điểm số của nó sẽ là 457.000 điểm. Và như vậy các bạn đã thấy rằng là điểm số GPU của nó sẽ cho tương tự như là con Vivo Nex 3 5G. Mặc dù sở hữu cái RAM là lên đến 12GB, thế nhưng mà con K20 Pro Premium này nó cho cái điểm số thấp hơn so với con Vivo Nex 3 5G với bộ nhớ RAM chỉ là 8GB thôi, mặc dù là cùng cấu hình. Ok, thì như vậy là chúng ta đã vào game rồi các bạn nhé. Thì về cơ bản thì đối với cái thiết kế tràn viền này, nó có một nhược điểm lớn nhất, đó chính là trong quá trình chúng ta trải nghiệm thì rất là dễ mà các bạn tì tay vào cái phần thịt này. Đó, và các bạn sẽ gây ra loạn cảm ứng như thế này. Đó, chỉ ở một góc nhỏ màn hình này thôi. Đây là điều mà gần như là đối với một con chiếc smartphone mà có thiết kế nào tương tự như vậy thì đều gặp phải cả. Và đây là gần như không thể fix được. Ok, thì đồng nghĩa là chúng ta vẫn có thể là có những cái tính năng, ví dụ như là hạn chế khu vực cảm ứng, nhưng mà nó không phải là một cái giải pháp toàn diện đâu các bạn à. Tại vì trong quá trình mà khi các bạn sử dụng như vậy thì sẽ có những cái nút là mình cũng đặt gần ở chỗ viền như thế này thì mình lại thao tác cảm ứng không được. Đó là một điều mà cực kỳ khó để giải quyết. Thế cho nên là mình nghĩ rằng là trong tương lai đối với các dòng máy, ví dụ như là gaming phone chẳng hạn, thì nó luôn luôn chừa lại hai cái phần viền đó, trên và dưới nó hơi dày, thì nó giúp cho chúng ta có thể hạn chế được cái việc đó chính là chúng ta tì cái phần ngón thịt đây lên cái màn hình này. Đó, màn hình của con này thì mình đánh giá rằng là nó rất là hợp ý mình. Tại vì sao? Tại vì nó cho một cái độ rực rỡ nó vừa phải. Nói chung là đối với mình thì mình cần là cái sự cân bằng. Mình thấy rằng là trên Samsung thì nó lại hơi rực quá, còn đối với iPhone ấy thì nó lại hơi nhạt. Thật sự là nếu mà để cân bằng với các cái màn hình mà của thế giới Android hiện tại, thì mình thích nhất là cái màn của các flagship của Xiaomi. Nó cho một cái độ cân bằng rất là ổn định. Đó, mình cực kỳ thích những cái màn như vậy. Ok, thì phần khi mà các bạn xuống là nó bị delay nhẹ thôi. Đây là cái mình nghĩ rằng là do game tối ưu thôi chứ không phải là do cấu hình máy đâu.
có hình mấy. Con này thì hiện tại đang sử dụng là chip Snapdragon 855 Plus rồi. Đó. RAM của 12GB và bộ nhớ trong lên đến 512GB. Cho nên là không cần gì chúng ta phải đắn đo về việc chơi game cả. Mọi thứ gần như là rất là thừa thải trong năm 2019 này. Hiện tại thì con này nó không được trang bị loa stereo cho nên là rất là khó để định hướng tiếng chân. Đó, đây là một điều khá là bất tiện, mặc dù tuy nó có cấu hình cao nhưng mà cái việc mà chúng ta trải nghiệm từ game PUBG trên này nó sẽ phải yêu cầu là chúng ta sử dụng tai nghe. Và rất may là con này vẫn còn sử dụng jack 3.5 các bạn nhé. Thằng này nó chuồn nhanh nhờ, nó vừa giết số 4 đấy mà. Mình nghe tiếng chân nhưng mà mình vẫn không biết được nó ở đâu cả. Đó, cho nên là cái việc mà không có loa stereo rất là khó để mình định hướng. Thì số 3 đã thấy địch rồi, nó ở trong ngôi nhà này. Rồi ok, chính xác luôn. Thì mình nghĩ là mình quyết định sẽ là công luôn. Một bài này. Ok, quá hợp lý rồi các bạn ạ. Thật sự là nếu mà con này có loa stereo thì mình thấy rằng là nó sẽ đáng giá hơn rất là nhiều. Đó. Bây giờ đi, cứ cho là thêm 300k nữa có loa stereo thì các bạn có đồng ý không? Tại vì mình nghĩ là nếu mà những cái thành phần linh kiện mà chia đều như vậy thì cái loa stereo thì chỉ đáng giá bao nhiêu đó thôi. Thêm 300k, đó, thêm 300k có loa stereo bán ra thị trường là cho như là cộng thêm 500 nữa đi. Ok luôn. Một kill này. Ok, còn một bạn nữa. Ok các bạn nhé, wow. Ok các bạn nhé. Hình như mình nghĩ là mình đã clear khu vực cam này rồi. Đâu vậy? Vẫn còn à? Dài thế. Sương mù nữa thôi xong rồi. Wow, rất nhanh gọn luôn các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ show cho các bạn xem rằng là mình đang để ở cái mức cấu hình đồ họa Liên Quân Mobile là bao nhiêu các bạn nhé. Ở đây mình sẽ bật outline là viền này. Đó, high frame rate mode này. Rồi, đây là HD display thì mình cũng để lên phần ultra này. Display quality, đó. Và chất lượng chi tiết cũng để lên mức cao nhất rồi. Đó, tất cả đều là ở mức cao nhất. Và ok, như vậy chúng ta đã vào game luôn các bạn nhé. Ok. Không, như vậy là cơ bản thôi, tại vì mình thấy rằng là con Creed nắp nó còn cái liền cho nên là gần như là mình không thể nào mà có thể chạy thoát được pha đó rồi. Thật ra thì lúc đầu mình cũng hơi chủ quan tại vì tưởng là L'Oreal có thể chơi được Zuka, nhưng mà cũng hơi bị khó khăn đó. Mình định lại giúp thôi chứ không định KS đâu, nhưng mà
skill nó còn đó thì biết sao giờ. Ơ, Zuka đổi lên nè. Ok nha. Ê, ngu rồi. Trời ơi, con Green Nut ở đâu nó lòi ra nữa vậy? Các bạn biết không, khi mà mình sử dụng skill 1 để lướt vào thì mình thấy con Green Nut là mình nghĩ chắc chắn rồi, là mình biết chắc chắn là gần như mình không có cơ hội gì nữa rồi. Trời ơi, nhỏ không thể nào nhỏ hơn được. Thật ra thì pha đó nó cũng hơi bằng bột thật, cứ tưởng là Joker phế quá, mình cứ tưởng là Joker xanh cơ. Team mình đang có rất là nhiều lợi thế vì mạng và trụ nữa, cho nên mình nghĩ rằng là Joker rất là xanh, mình không để ý Joker. Trời ơi, tạ rồi. Chết. Pha đó chết đúng nhảm. Bay 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 bay. Ok, cho mày bay. Ơ, nhốt quá thế. Trời ơi, pha đó nhốt hết là mình gọi là bị đóng băng skill ulti luôn ấy. Hay nhờ. Hay nhờ. Trời ơi. Thôi xong. Đó, trên con này thì nghe cũng rất là bình thường thôi, không có gì đặc biệt cả. Thế nhưng mà điều đáng tiếc vẫn là cái loa stereo nó không được trang bị trên này. Đó. Mình nghĩ rằng là bây giờ cho dưới lại một cái loa stereo nó xịn xịn đi, 300.000. Rồi khi bán ra thì nâng giá máy thêm là 500.000 nữa. Thì mình nghĩ rằng đó là chuyện ok, bình thường, chấp nhận. Đó, thế nhưng mà vẫn không được trang bị. Chứ nếu mà con này mà được trang bị bộ loa stereo thì thật sự rất là hoàn hảo để chúng ta mua về chơi game. Lại còn đi lung tung nữa. Rồi xong. Ui. Cái what? Team. Trời ơi, quá muộn luôn rồi, một trận thua nữa rồi. Và ok, sau hai phần trải nghiệm hai tựa game trên thì mình xin tổng kết như sau. Với khối lượng tổng thể là 191g, cùng với đó là thiết kế được bo cong nhẹ ở hai mặt trước sau cũng như là các góc, thì nó cho mình một cảm giác cầm rất là đầm tay và cũng như là khá là thoải mái khi mà cầm trong một khoảng thời gian dài. Về trải nghiệm hiển thị thì loại màn hình khi mà sử dụng trên cái con Redmi K20 Pro Premium ấy thì sẽ là màn Super AMOLED và cùng với đó là độ phân giải Full HD cộng cho cái mặt độ điểm ảnh là 403 ppi. Về mặt màu sắc thì nó khá là hợp gu với mình. Đó, mình thấy là màu sắc trên con này khá là rực rỡ, cùng với đó là nó cho một độ chi tiết ở mức khá thôi. Còn trải nghiệm âm thanh thì sao? Đây là một điểm trừ trên K20 Pro Premium vì nó không có loa stereo. Còn chất âm thì nó khá là bình thường, không tệ nhưng cũng không có gì nổi bật. Về trải nghiệm nhiệt độ thì với nhiệt độ phòng luôn luôn là 30 độ C, thì đối với tựa game PUBG Mobile khi mà trải nghiệm ở cái mức độ họ là HDR, FPS là cực độ, cùng với đó là tính năng khử răng cưa, nhiệt độ nó cho ra là 44 độ C. Còn đối với tựa game Liên Quân thì cũng trải nghiệm ở mức độ họ maximum như vậy, HD 60fps cộng với đó là chi tiết cao thì nó cho ra là 43 độ C. Nhiệt độ trên Redmi K20 Pro thì đúng như mình kỳ vọng cho con chip Snapdragon 855 Plus, nó cho một cái mức nhiệt độ với cả hai tựa game trên khi mà trải nghiệm ở mức độ họ maximum như vậy là quá tuyệt vời. Về trải nghiệm game thì sao? Đối với tựa game PUBG Mobile thì khi mà trải nghiệm ở cái mức độ họ là HDR cùng với đó là FPS cực độ, khử răng cưa, thì trong điều kiện bình thường cũng như là trong điều kiện giao tranh nó cực kỳ mượt các bạn nhé.
Pin trung bình một trận nó sẽ dao động là từ 10 đến 12% cho tổng thời gian 25 đến 30 phút. Còn đối với tựa game Liên Quân Mobile thì với cái mức độ họ là HD cùng với đó là 60fps và chi tiết cao thì FPS trong điều kiện bình thường sẽ dao động từ 59 đến 61 và trong điều kiện giao tranh sẽ là 57 đến 60 FPS. Pin trung bình một trận sẽ dao động từ 7 đến 10% cho tổng thời gian 10 đến 15 phút. Và ok, như vậy là mình đã hoàn thành xong cái video test game Redmi K20 Pro Premium rồi. Còn các bạn nghĩ sao về chiếc máy này? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần mô tả của video nhé. Xin chào và tạm biệt.